Phân loại hả? Dạ. Phân là mấy loại? 3 loại. 3 loại. Các bạn nhìn thấy chị em nhà sàn đang phân đá vàng găm ra làm 3 loại. Này là loại to nhất các bạn này. Loại nhỏ này. Đá vàng găm gọi là vàng của kẻ ngốc, gọi là pyrite, thì được các gia chủ và chuyên gia phong thủy sử dụng để chôn trên nền nhà, khử ác xạ, năng lượng dương khá là mạnh các bạn ạ, gọi là bú sấm sét. Và một số các bạn bất động sản cũng thường lấy đá này về bỏ ở ngôi nhà để có thể bán đất, bán nhà cho nhanh. Đây là các bạn chia sẻ các bạn này. Vàng găm, vàng găm là vàng của kẻ ngốc các bạn nhé. Anh em sẽ lấy một cục ra để các bạn xem. Đây các bạn, mang ở nắng này, áo ngoài như vậy này. Và đây, phía này có mấy cục các bạn này. Rất giống vàng, rất xinh năng các bạn ạ. Một số những ngôi nhà mà gần nghĩa địa, mồ mả gần bãi thang ma thì người ta thường bỏ đá này ở trong tủ bọc lại, trong gầm tủ, dưới gầm giường. Và đá này khuyến cáo là đừng cầm trực tiếp các bạn nha. Các bạn có thể bỏ vào túi bóng, bỏ vào túi nhung để cầm theo, bỏ dưới gầm nhà, nền nhà, hoặc là tốt nhất là chôn trên nền nhà. Nhà nào có người mất tình cờ gần nghĩa địa mồ mả thì đá này cực kỳ tốt, gọi là bố sông xét. Anh em nhà sàn nằm ngay thành phố Di An, Bình Dương, cách Sài Gòn 10m, là địa chỉ tin cậy của các chuyên gia phong thủy có tâm, có tầm. Đến nhà sàn sẽ đi nhận những món quà khá lý thú và khá đặc biệt. Và là khách hàng thân thiết của anh em nhà sàn sẽ được ưu đãi bất ngờ các bạn ạ. Anh em chưa tiết lộ nhưng sẽ có dịp các bạn sẽ biết. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.